course, in Doha Cup, we played the top 5, top 6 in the... Như các bạn cũng đã biết, có thể biết được rằng đó là tại SEA Games sắp tới thì đội hình của chúng ta được đăng ký thì chỉ được phép tối đa là 18 cầu thủ và 2 thủ môn mà thôi. Vì vậy mà tôi đề cao sự đa năng từ các cầu thủ. Có thể là một số cầu thủ mà tôi nghĩ rằng ở vị trí chuyên biệt của anh ta là anh ta là người giỏi nhất. Tuy nhiên nếu mà như anh ta không có được sự đa năng thì chưa chắc đã là người tôi sẽ lựa chọn. Bởi lẽ là trong một khoảng thời gian rất là ngắn, chúng ta nếu mà đi tới trận chung kết thì chúng ta có thể hiểu tối đa tới 6 trận đấu. Chưa kể là trong khoảng thời gian đó chúng ta có thể gặp những cái vấn đề liên quan đến treo giò, liên quan đến thể phạt, liên quan đến chấn thương. Vì vậy mà tại SEA Games sắp tới thì ngoài vấn đề về mặt chuyên môn tuần túy, về mặt quản lý, về mặt nhân sự, phân phối lực lượng làm thế nào cho phù hợp sẽ là một yếu tố tôi đánh giá là đóng những vai trò quan trọng trong việc tuyển bạn. Và tôi ở thời gian vừa qua thì đã cố gắng đưa ra nhiều sự thử nghiệm cho các cầu thủ làm thế nào để các em có thể thi đấu được càng nhiều vị trí càng tốt. Và tôi cảm nhận được rằng là tất cả các cầu thủ đều có sự nỗ lực tối đa, cố gắng tối đa để làm thế nào đáp ứng được những yêu cầu mà tôi đưa ra. Và thật sự thì đến thời điểm này tôi rất hài lòng với sự đoàn kết, tình kỷ luật của tất cả các cá nhân. Play your best football, that's why we have to be ready to face this kind of situation.